Xin chào các bạn, ở đây mình có lập thêm một kênh mới tên là Quân Tuyco New. Kênh mới của chúng ta sẽ làm về một hành trình mới mang tên Run City New. Và các bạn nhớ đón xem bằng cách nhấn like và đăng ký thêm kênh phụ giúp mình nhé. Mình mong đây sẽ là một chuyến hành trình thú vị cùng nhiều video khác nữa. Link của kênh mình sẽ để ở dưới phần mô tả, hoặc các bạn có thể nhấn vào kênh của mình và qua một kênh cũng sẽ hiện ra. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào thân ái và quyết thắng, chào mừng trở lại với channel của mình là Quân Tuyco đây. Rất vui khi làm trong series Run City. Và xíu của một ngày thật là tốt lành, phần đầy vui trong cuộc sống, xin cảm ơn. Rồi, ok, và trong ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với lại chú rồng mà chúng ta đã để trên nhà ấp lâu rồi. Đó là một chú rồng đá Titan các bạn. Lại là một chú rồng đá Titan ta đã lấy được trong sự kiện. Chúng ta gọi là hình như là có duyên với lại chú rồng đá Titan các bạn. Ok, có quảng cáo này toàn những cái là nhân vật ghê lắm các bạn. Rồi ok. Và đáng lẽ ra thì mình sẽ chờ để có thêm là Elegic Titan mà chúng ta mới mở từ trong quả trứng màu vàng. Nhưng nói chung thì giờ chúng ta đang có là sự kiện ấp trứng mà để giành quả trứng này, nên mình ở hàng cuối cùng rồi các bạn. Nên chúng ta sẽ đặt quả trứng này ra. Hiện tại thì chúng ta đang là 7234 nha. Thực ra thì mình có 3 nick lẫn nick quân Hikino nè. Rồi nick Tuyco nè, nick Tuyco là làm rất là chuẩn mực luôn các bạn. Rồi nói chung thì ở trong clan của mình cũng không có gắt lắm về phần điểm số này, thì nói chung cũng ok rồi các bạn. Ok, và chúng ta sẽ đặt chú rồng đá Titan này ra nha các bạn. Rồi mình sẽ để chú rồng đá Titan này mình giới thiệu cho các bạn luôn là mình đã có sẵn trước đó là hai chú rồng đá Titan rồi. Một là thần bóng tối và hai là em thần bóng tối. Bây giờ chúng ta lại có thêm một thành viên mới trong gọi là gia tộc thần bóng tối nữa. Ok, đặt ra nè. Mình đoán chúng ta sẽ tăng lên khoảng tầm mấy ngàn điểm đó các bạn. Rồi, xem ta lên được bao nhiêu. Vẫn chưa có loan các bạn. Ta chờ xíu nữa. Rồi, thì trước đó chúng ta sẽ đến với lại chú rồng, hai chú rồng trước nha. Ok, và thần bóng tối thì mình, chú rồng thần bóng tối đầu tiên thì mình đã nâng lên level 40. Và mình không có ý định là nâng sao cho chú rồng này đâu các bạn. Chúng ta cứ để nhiều chú rồng Titan hay là nhiều chú rồng Warrior giống nhau cũng được. Những chú rồng nào mà chúng ta quyết định là chiến đấu thì chúng ta mới gọi là phân tách ra để mà lấy mạnh nâng sao. Ví dụ như là nếu mà mình gặp thần ánh sáng, khi nào mà đủ điều kiện thì chúng ta có thể là phân tách mạnh ra để mà nâng cho sao thần ánh sáng nè. Còn nếu thần bóng tối thì thôi, chúng ta cứ để như vậy luôn. Còn nếu mà ví dụ mai mốt mình chúng ta lỡ có nhiều thần bóng tối quá thì chúng ta sẽ suy nghĩ lại về chuyện này sau. Đấy, như là chúng ta cũng có là mình xem có bao nhiêu cặp anh em luôn nha. Ngày xưa thì chúng ta có một cặp anh em là đấu sĩ bò, nhưng mà đấu sĩ bò đã ra đi rồi các bạn, chúng ta chỉ còn lại một người thôi. Còn bây giờ chúng ta có cặp anh em là thần bóng tối nè, và cặp anh em là đây các bạn, đây Nanh Sinh Học, đây là em trai của Nanh Sinh Học nè. Còn Nanh Sinh Học của chúng ta thiệt sự thì ta đã lên 40 rồi nhỉ. Đâu rồi, đây 40 các bạn. Cũng giống như là thời bóng tối thì mình cũng không có ý định nâng sao cho Nanh Sinh Học, cho nên mình để cho nhiều anh em vậy đó. Rồi, lúc ta sẽ xem thử là điểm ta lên kia nha. Đó, chúng ta đã lên được 8,8 ngàn điểm các bạn. Lúc này chúng ta 7,2, giờ lên 8,8, chắc là quả trứng đó chúng ta được 1,6 tầm đó các bạn, nói chung là tầm đó. Ok, nói chung thì cũng rất là ok rồi. Và nhiều của chúng ta thì đạt sự điểm số này thì cũng không có bạn nào là bị ra đảo đó các bạn. Nói chung thì tiêu chí bình thường chúng ta cũng đơn giản thôi. Phần lớn thì mọi người chúng ta làm theo trên tinh thần là trách nhiệm vụ thôi. Cũng điểm số thì cũng có, nhưng mà chúng ta sẽ nâng sao cho chú rồng quên, chúng ta nâng level cho chú rồng em Titan thứ 3 nha. Thứ 2 chứ, khi là em thứ nhất, đây là em thứ 2. Bình thường thì mình ở nhiệm vụ 3 ngày như vậy, mình chỉ yêu cầu mọi người là 6k điểm thôi. Cũng không phải là yêu cầu mà mình bảo là ít nhất là 6k điểm để mà chúng ta không bị ra đảo thôi. Chứ còn thực tế mà nói thì nếu mà 3 ngày đúng ra thì ở nhiều clan sẽ là trên 11k hoặc có thể là 11k rưỡi, tầm đó, hoặc tệ tệ cũng trên 10k các bạn. Nên sao đa phần các bạn của mình thì đều làm nhiệm vụ rất ok. Một số trường hợp thì chúng ta không có làm được nhiệm vụ nên
mình cũng để số điểm ta khoảng tầm ở mức tầm trung thôi. Còn nếu mà tầm trung đó chúng ta không đạt được nữa thì là chúng ta phải chấp nhận là nhường vị trí cho nhiều bạn khác thôi. Mà nói thì nói chứ việc mà chúng ta vào clan của mình khó lắm các bạn. Vì ngày trước thì ta có nhiều cơ hội chứ còn bây giờ là chung khó lắm. Nhiều bạn ta xin vị trí từ trước rồi nhưng mà vẫn chưa có chỗ. Nên thôi mình chúc các bạn là có tìm được nhiều clan phù hợp với bản thân nha. Rồi và em thường bóng tối thứ hai hả? Thì có lẽ mình sẽ setup lại tên cho chú rồng trước luôn. Ta có chú rồng đầu tiên là thường bóng tối thì mình vẫn sẽ để là thường bóng tối nha. Chú rồng em thường bóng tối thì chúng ta bây giờ có hai người em rồi thì sẽ gọi là nhỏ hơn em bóng tối nha. Vậy thì ta sẽ đặt là bóng tối M1 đi các bạn, là bóng tối M1 rồi và đây sẽ là bóng tối M2 E2 là M2 các bạn. Đâu rồi nhỉ, đây ba anh em luôn các bạn. Mình không biết là đặt tên có đủ chỗ đây các bạn. Được luôn các bạn. Rồi chúng ta sẽ đặt đây nè. Đó. Ok, chúng ta đã có bóng tối rồi. Ta xem thử chúng ta like như thế nào. Trên đây thì sao? Có tim màu vàng này, chữ new chứ không phải là rồng kia rồi. Pharaoh các bạn. Cái rồng kia mình like rồi mà, Super Sonic mình like rồi nên xem có chữ new. Ôi, được ra Super Sonic các bạn. Mình thấy là chú rồng Super Sonic này tương đối là dễ like á. Mình tìm xem mình có bao nhiêu rồi nha. Super Sonic. Ta sẽ tìm ở trên đây nè. Trong quyển sách. Đây. 1 nè các bạn. 2 3 4. 4 chú rồng Super Sonic rồi. Ồ ngon. Chúng ta sẽ tiến hành phân tách và nâng sao sâu nha. Trước mắt ta phân tách trước tìm lại một chú rồng, thêm một cái chú rồng trên đây nữa là 5 nè. Rồi đây nữa là 6. Wow. Được thế nhỉ. Mình tìm một chú rồng Super Saiyan nè. Ok. Chìa khóa. Doing crazy dreaming.
biệt nữa. Mong rằng sẽ có thể chịu được một đòn ở khoảng bên kia ánh sáng. Sợi ánh sáng xua tan bóng tối. Ui trời ơi. Đấy, rút kinh nghiệm từ cái chết bi thảm của bóng tối M2 thì bây giờ mình sẽ quyết chiến trước với lại chú rồng bên kia đã. Rồi, một đam số 13 luôn. Ghê nha. Ok, còn 12 cái, 12k thì cũng không có khó có đến lại các bạn. À đúng rồi, có lúc khiên rồi ta. Mình sẽ thử đòn này. Ok. Rồi, ok, chúng ta đã tạo dựng một kiến tạo, một cái bàn thắng dành cho thợ bóng tối em rồi. Và chắc chắn là chúng ta sẽ không bị chết đâu, tại vì ta có một lúc khiên mà. Đó. Ok. Mà đối thủ bên kia thì khó nói lắm nha. Hút máu lên cái đã. Rồi. Bên đây thì mình chỉ cần nhả một phát là bay màu lên các bạn. Bên kia có hệ ánh sáng kìa. Còn khắc chế như vậy thì thôi chịu rồi. Thần huyết ra tay. 110k luôn các bạn. Ui. Ta đang hiện là Bloodsgot God 3 sao. Không biết mình ta lên thêm 4 sao rồi lên lên 60 nữa. Ui. Khá là dày các bạn. Ôi, chúng ta lại gặp được đối thủ rồi, ông Pedius, và với lại một cái đòn đánh 5 sao cấp 40 thì đã lấy đi cả một cái khiên của chúng ta. Ok, kiểu gì mà không lấy đi cái khiên của ta với các bạn. Ok, và chúng ta sẽ sử dụng đòn đánh Power này. 54, quay, đam giảm thế nhỉ. Giờ muốn cà khịa thì cũng được, nhưng mà thôi, ta sẽ lách qua lượt này. Lại là một chút rồng khác cũng rất là hổ báo mà chúng ta có đến là 3 sao cấp 40. Rồi, hút máu lên. Đấy, nếu chúng ta không hút máu cũng căng lắm đấy. Rồi, chúng ta còn bí thuật ta để dành các bạn. Còn miếng máu, đây chính là thời cơ tuyệt vời cho chú rồng chưa bị mất đi lớp khiên của mình. Đó, sẵn sàng cà khịa các bạn. Đây cũng là một tình huống éo le rồi. Chúng ta mà không ra tay, chúng ta mà không đó là one hit ngay một đòn đó các bạn. Chúng ta sẽ sử dụng bóng tối nha. Đó, hồi máu lên. Không ngờ là lượng máu của chúng ta hồi lên nhiều khi còn nhiều hơn lượng máu có sẵn của hai người em bóng tối các bạn. Để xem hai người em bóng tối có lượng máu là bao nhiêu nha. Nãy mình thấy ghê lắm. Bóng tối này là 36, bọn tụi em là 23, này là 22. Hoặc hồi cái trong đội đầy cái máu luôn á. Rồi, để xem lần này như thế nào. Bọn tụi em hai chạm trán phải là Bạch Tuộc. Và Bạch Tuộc mặc dù không có skill khắc chế chúng ta, nhưng mà có thể bay màu không nhỉ? Xem thử nha. Rồi, bay màu đi. Quay. Hơn có 100 điểm thôi, nhưng mà chúng ta bay màu là sự thật các bạn. Đấy, hãy nhận lấy cú đấm vô cực đi. Đó, bây giờ là sẽ là kiến tạo cho bóng tối M1. Rồi. Đây là chú rồng của nhà phát hành thì cũng ngon các bạn. Nói chung là sự kiện cũng dễ lấy nếu chúng ta kiên trì. Nhưng mà đợt đó thì mình không có lấy. Mà 2 sao thì cũng ngon đấy. Giống như chú rồng kiểu như là hồi mà chúng ta lấy chú rồng dân chơi vậy đó. Sự kiện trái cây đi quét trái cây cực kỳ ngon luôn. Có thể là ngon nhất mà mình biết trong skin quest lấy trái cây đấy. Ôi, bóng tối M1 lập công nè. Mình nghĩ là đòn đánh đấu sĩ là sẽ mạnh nhất nè. 9k6. Bởi vì cả hai, ôi, một đòn chí mạng không thể lách vào đâu được. Chúng ta sẽ hồi đầy máu nè. Đó, khi chỉ còn một mình chúng ta, lượng đam cũng được tối ưu và lượng máu hồi lên cũng sẽ được tối ưu theo các bạn. Thì chúng ta sẽ có là cho rồng đá titan và cho rồng titan ánh sáng thì sẽ là cách 10, cho nên chúng ta bình thường cũng đã mạnh rồi các bạn. Đấy. Đây chắc là bóng tối em 2. Hay 1, 2 nhỉ các bạn. Bóng tối em 2. Đấy, bóng tối em 1 đã làm gì đâu. Đấy, thì xem bóng tối em 1 đã lên run chưa. Ủa không phải nhỉ. Bóng tối em 1 các bạn. Rồi, hát não nhau thì sự. Ok, mình sẽ xem thử là bên này cần bao nhiêu nha. Ôi, nãy giờ mà bóng tối em 2 chỉ mới hạ gục được một người thôi các bạn. Trời, nãy giờ chúng ta có sự nhầm lẫn không hề nhẹ ở đây. Ok, ta sẽ
chắp cánh ước mơ cho bóng tối em hai các bạn. Lẽ nào được quay về với đội dàn anh em mà lại không cho lên rank xe trừ của các bạn. Ok, nhưng mà để làm điều đó thì mình sẽ tìm những đối thủ dễ dễ một xíu, là chị Bibu Trần nè. Ok, mình nghĩ là chỉ cần bóng thoát em ra tập tay thôi. Đấy, liệu chúng ta là sẽ có bao nhiêu sinh mạng đây, bao nhiêu điểm để đắp vào đây? 3 điểm, quá tuyệt vời. Thì còn thiếu là một điểm nữa thôi. Đấy, chiêu thức mạnh yếu gì thì cũng lấy đi một cái tấm khiên của chúng ta các bạn. Đó, cái tấm khiên thì chúng ta cũng giống như là một chú rồng viết mình thích bình thường, hoặc là có nhiều skill ngon hơn hệ cũng. Nói chung là viết mình thích, mình thấy skill và hệ rất là ngon rồi, thường thường là như vậy. Rồng viết mình thích á, cần thêm một chú rồng nữa. Thế là chúng ta sẽ là ai đây? Lê Đạt các bạn, Lộc Tiến Đạt. Ok, bạn Lộc Tiến Đạt đi. Lộc Tiến Đạt này thì đội hình bên kia sẽ không đơn giản đâu. Sẽ cho Blood God và hai chú rồng bóng tối ra nha. Ok, bóng tối. Khi nào mình cho ba anh em bóng tối ra luôn nhỉ? Thua chắc các bạn. Ba anh em bóng tối thì làm gì được không các bạn? Vậy đi, thì dù sau mình cũng sẽ thử kèo này. Mình sẽ cho mời một người bạn thân của bóng tối. Thực ra thì không thân lắm, nhưng mà có lẽ là trong trạng thái là chúng ta chấp nhận một đội hình ok được, là thần ánh sáng, thần bóng tối. Và thần bóng tối thì dắt theo người em của mình đi phượt. Và bóng tối hai cơ. Tới một lên rồi các bạn, cái bóng tối hai cơ. Hai anh em giống nhau mà. Bóng tối hai rồi rồi. What? Tính ra là, à đúng rồi, mới lên được C trừ chắc là cũng được đề xuất cao hơn các bạn. Nhưng không không lẽ là ở dưới chúng ta tìm không thấy. Kỳ thế nhỉ. Đây, một cho em hai này. Rồi. Và quốc nào bằng tiếng đạt này thì mình cũng có review profile ở trong clan chúng ta rồi mà. À, bằng này thì chúng ta có một cái rồng hai Harris 40 nè. Rồi, thêm cái rồng này 40. Cái rồng này cấp 40 một sao. Mình nghĩ chắc là cấp 45 là cấp ở thực hiện tại. Còn hai chú rồng này 40 là đúng cấp hiện tại nha các bạn. Tại vì không có sao thì không thể lên được cấp 45. Mà chúng ta có thêm một chú rồng này 40 mà có một sao thì rất có thể là cấp 45. Ok. Và chúng ta sẽ mớm mồi các bạn. Rồi, một đòn đánh nè. Quay. Hẳn là 60k chứ đâu phải ít không các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ dùng bóng tối M2 để cà khịa nè. Tất nhiên là một phát thì không sao rồi, nhưng mà chúng ta có khiên. Ta sẽ đánh thêm phát nữa. Ok. Xong tâm nguyện là có thể ra đi đó. Ui trời ơi, 29k đam. Thôi xong rồi. Nhưng mà trong đây thì hình như là ít xài skill hút máu các bạn. Ít xài skill đặc biệt, nó không bị khắc chế. Mình sẽ thử chơi skill yếu xem sao nha. Rồi, hút máu lên đi. Đó các bạn, chỉ đánh cái đòn mà khá là mạnh thôi. Rồi, có cơ hội đó, hút máu lên đi. Vẫn không hút máu các bạn. Chung như vậy, nhiều khi nhiều chú rồng mà như là nhiều bạn chúng ta đánh với lại chú rồng Blood God của mình thì có nhận xét là Blood God mình trong những lúc nguy hiểm có thể tự bút máu lên, kiểu như là chiêu cắn các bạn, rồi có thể chơi chiêu bóng tối. Nhưng mà những chú rồng bình thường này thì thấy ít chơi các bạn. Thôi, chúng ta sử dụng ngọn lửa ly biệt 105k quay. Oh, chúng ta cũng gặp đối thủ rồi các bạn. Nhưng nói gì thì nói, chúng ta phải cho thử bóng tối ra sân. Ok, xin chào. Thử bóng tối thì chúng ta không biết khịa được bao nhiêu nha. Bên kia thì không khắc chế, vậy chúng ta sẽ đánh được khoảng tầm 3 lượt. Đấy, đánh vậy là bên kia đủ xỉu rồi các bạn. Đó, thấy khịa chưa? Trời ơi, phải 3 lượt các bạn. Rồi, goodbye baby luôn. Đó, ta sẽ chơi skill này. Đấy, nói chung là đợt này thì bóng tối cũng sẽ gánh được một phần nhỏ trong cái trận chiến vừa rồi các bạn. Rồi, ta vừa dạo chơi xong ba anh em bóng tối, vậy thôi. Chúng ta đi đánh arena thôi các bạn. Arena còn 2
2 ngày 2 giờ nữa. Toàn là những trận chiến căng não các bạn. Khó lắm đấy. Ok, Kratos 60, Alastic 55 và chút rồi mình đọc là Typhon đi thì 50, quất luôn các bạn. Ngại gì mà không quất luôn các bạn. Rồi, quay người anh em đánh trước luôn, 59 một phát cào thì mình cũng để ý luôn là những chút rồng trong đây cũng không sử dụng những skill được trend các bạn. Đấy, nếu mà có thì đa phần là những skill của bánh răng hoặc là tề tề cũng cộng rồi. Đấy, nhưng mà đâu có đâu. Thì trong đây cũng được nhường các bạn. Chỉ là trong đây không bị giới hạn về cấp thôi. Quay, này thì hơi nguy hiểm nha. Không sao, mình chúng ta sẽ cân luôn. Bởi vì chúng ta là hệ Primal đầu tiên nên đã bị khắc chế ở trong môi trường Master 2 đâu. Cho nên trong môi trường này ta đánh rất là lực nha các bạn. Đấy. Trời ơi. Ok, và chúng ta được một cái lợi thế là chúng ta có thể là chuyển đổi những chú rồng trong khi chúng ta đánh. Để mà chúng ta có thể là suôn sẻ khắc chế nè. Rồi làm nhiều cái thao tác tính toán hơn. Chúng ta có thể có thời gian để mà suy nghĩ. Quay gì ghê vậy? Mới vượt qua thử thách có cái mà gặp hoàng đối thủ kinh dị các bạn. Ghê thiệt sự, sợ quá sợ quá. Rồi thì nói chung là nếu như cũng là đội hình mà chúng ta đánh gọi là gặp khó mà vào tay những người chơi hai người đối kháng với nhau thì thắng cái thua còn chưa chắc các bạn. Mình đổi rồng được, bên kia cũng đổi rồng được. Mà mình có nhiều cái nước đi tính toán thì bên kia cũng có. Và mình có skill trend thì bên kia cũng có. Ôi không, không xong rồi. Chúng ta gặp phải chú rồng bên kia 5 sao. Mà may quá, mới cấp vào.
gặp lại. Bye.